Hôm nay thì em giải quyết cho mọi người một cái phốt mọi người nhé. Thời gian vừa qua thì có một số anh chị chưa từng dùng iPhone 7 và iPhone 8 khi mà mua của bên em hai cái dòng máy này về thì có phản hồi lại là máy của bên em bán cho anh như thế nào, có vấn đề như thế nào không, mà khi mà anh bấm vào phím home đấy, đấy thì lại có cái cảm giác là nó rung ở máy đấy, chứ nó không phải là chỉ có rung ở cái phím home này thôi, mà nó dường như là nó rung ở cả máy luôn đấy. Đấy, tại sao lại như thế? Thì cũng có anh chị thì phản hồi lại với em là tại sao mà anh dí phím home nó lại có cảm cái cảm giác nó nặng và nó kêu đánh khập một cái đấy. Nó kêu đánh khập một cái nhé. Trong khi đó thì các anh chị đã quen dùng từ iPhone 6s trở xuống thì nó lại không có cái cảm giác như thế. Đấy. Thì anh chị nói là dí hai cái phím home nó khác hẳn. Cái phím home này thì khi mà dí nó chỉ có tác động lực ở đây thôi. Đấy. Nó không ảnh hưởng gì đến toàn bộ cái máy cả. Thì hôm nay thì em sẽ giải quyết cho mọi người cái phốt đấy mọi người nhé. Em cho mọi người xem một bài viết. Đây là trang web của FPT Shop mọi người nhé. FPT Shop thì rất là nổi tiếng, hầu như ai cũng biết rồi. Nó là một cái hệ thống bán lẻ điện thoại, nó gần tương đương với Thế Giới Di Động mọi người nhé, rất là uy tín. Đây là bài viết của FPT Shop được ra vào ngày 17 tháng 10 năm 2016 đấy mọi người nhé, của anh Trương Quốc Bảo. Trải nghiệm nút home cảm ứng trên iPhone 7 như một thói quen. Đây, bài viết đây. Ngoài hệ thống camera, khả năng chống nước, Apple cũng đem đến cho bộ đôi iPhone 7 một nút home cảm ứng hoàn toàn mới. Tức là cái nút home ở trên iPhone 7, từ iPhone 7 trở lên mọi người nhé. iPhone 7 sau đó lên đến iPhone 8, nó là nút home cảm ứng mọi người nhé. Đấy. Thì để em sẽ chứng minh cho mọi người xem. Đây. Đây là nút home cảm ứng. Tại sao mà nó lại là nút home cảm ứng? Tại vì khi mà dí nó chỉ có cảm ứng thôi, chứ nó không phải là vật lý, nó không lún xuống mọi người nhé. Đấy, mặc dù là có lẽ là các anh chị đang dùng iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus sẽ không biết được cái vấn đề này. Tại vì khi mà dí đúng là nó có cảm giác thật, nó có cảm giác lún xuống đấy. Nhưng mà nó lại không lún xuống mọi người nhé. Thì cái cảm giác đấy đến từ đâu? Chút thì em sẽ giải thích cho mọi người cái vế sau mọi người nhé, cái cảm giác đó đến từ đâu. Đầu tiên thì em sẽ chứng minh cho mọi người là đây là một nút cảm ứng mọi người nhé. Đây, cảm ứng thì nó chỉ có tác dụng khi mà mình tác động bằng những cái mà có tác dụng cảm ứng đấy, như thế là da thịt này, đấy, ngón tay mọi người nhé. Còn khi mà em dí bằng móng tay nó sẽ không lún xuống và nó sẽ không có tác dụng đấy nhá. Đây em dí bằng da bằng thịt nhá, em dí bằng ngón tay nhá. Đấy. Mọi người thấy mở chưa? Đấy. Và em tắt màn hình nhá. Em dí bằng ngón tay mọi người nhá. Đấy. Cho mọi người xem kỹ luôn. Em dí bằng ngón tay đấy mọi người nhá. Đây dí bằng ngón tay này. Đấy. À em quên em dí bằng móng tay nhá. Em dí bằng móng tay đây. Mọi người thấy chưa? Thấy chưa? Thấy em dí chưa? Không có tác động gì mọi người nhá. Đấy. Chứng tỏ là nó là một phím cảm ứng mọi người nhé, dí nó không lún xuống đấy, nó không phải là phím vật lý. Đây còn đối với trên iPhone 6 này, đây em dí bằng móng tay nhá, móng tay hoàn toàn là móng tay luôn đấy. Đấy, phím lún xuống mọi người nhìn thấy phím lún xuống chưa, và nó có tác dụng mọi người nhé. Đấy, đây là phím vật lý mọi người nhé. Thì từ cái dòng iPhone 6s trở xuống ấy, thì Apple tích hợp cái phím home vật lý mọi người nhé, dí nó sẽ lún xuống đấy, và cái cảm giác thì nó chỉ đúng ở cái chỗ phím home này thôi, chứ nó không lan truyền ra toàn máy mọi người nhé. Và tiếp theo thì em sẽ cho mọi người xem thêm về cái bài viết này. À, đây. À, không còn là nút bấm vật lý, đương nhiên giờ đây phím home không thể bấm xuống được nữa. À, đây mọi người nhé. Vì thế Apple đã tạo ra cảm giác bấm ảo cho người dùng bằng hệ thống rung và âm thanh. Đấy, đầu tiên là hệ thống Taptic Engine. Đấy, Taptic Engine là một bộ rung đặc biệt của iPhone 7 giúp tạo ra hiệu ứng rung chính xác hơn rất là nhiều so với các bộ rung truyền thống. Mỗi lần chạm vào phím home, Taptic Engine sẽ rung lên một cái, cho biết thao tác của bạn đã được hệ thống nhận ra. Ngoài ra để bù cho sự không chuyển động của nút bấm mỗi lần bạn bấm nút home,
loa sẽ phát ra âm thanh rất là nhỏ để giả tiếng, kể cả khi bạn đưa máy về chế độ im lặng. Đấy. Tức là khi mà mọi người bấm vào một chiếc máy iPhone 7 hoặc là iPhone 8, 7 Plus hoặc 8 Plus thì cái cảm giác khi mà mọi người bấm nó không giống như cái phím home vật lý này mọi người nhé. Cái cảm giác nó sẽ rung, khi mọi người bấm nó sẽ rung. Rung là do một cái bộ phận chuyên dụng ở trong máy mọi người nhé, chứ không phải là do mọi người bấm vào đây mà nó rung. Rung là một cái bộ phận riêng biệt ở trong máy, chuyên biệt để mà rung khi mà mọi người bấm vào phím home mọi người nhé. Và cái tiếng kêu khi mà mọi người bấm vào phím home ấy, thì nó không phải là do cái tác động vật lý. Đấy, không phải do cái tác động vật lý cái tiếng kêu của cái nút. Đấy, không phải là cái tiếng kêu của cái nút này tạch tạch mọi người nhé. Đấy, mà nó là cái tiếng do loa phát ra mọi người nhé. Đấy. Chứ còn khi mà mọi người bấm vào đây thì cái phím này nó không hề lún xuống mọi người nhé. Nó hoàn toàn giống như mọi người bấm vào đây. Đấy, bấm đây, bấm đây. Nhưng mà cái khác là mọi người bấm vào đây thì có một cái hệ thống ở bên trong máy nó sẽ rung lên và loa nó phải, sẽ phát ra một cái tiếng kêu rất là nhỏ mọi người nhé. Đấy, thì nó cho mọi người cái cảm giác bấm. Đấy. Đấy. Mọi người thấy chưa? Đấy. Mọi người không biết là có nghe rõ. Đấy, nó có rung này và nó có tiếng kêu nhé. Đấy, mọi người thấy tách tách không? Đấy. Khực 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 khực. Và có một số anh chị thì nói với em là tại sao khi mà dí vào cái phím này nó kêu là khực 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 khực, mà nó có cái cảm giác là nó có một cái gì đấy nó rất khác so với là khi mà bấm một cái chiếc máy iPhone 6S trở xuống. Đấy. Và mọi người cảm giác thấy là nó nặng hơn. Thì cái phím home cảm ứng lực trên iPhone 7 và iPhone 8 thì Apple đã cho mọi người tùy chỉnh cái mức độ rung và cái tiếng kêu khi mà mình dí vào cái phím cảm ứng này mọi người nhé. Đấy. Em sẽ vào cài đặt này. Khi mà mọi người thấy là cái phím home trên iPhone 7 và iPhone 8 nó nặng quá thì mọi người vào cái cài đặt, xong vào cài đặt chung mọi người nhé. Đấy, chúng ta sẽ chỉnh cái mức độ của cái phím home ấy, cho nó nhẹ đi. Đấy, vào nút home mọi người nhé. Đấy, nút home. Đấy. Trên iPhone 6S trở xuống thì nó sẽ không có cái tùy chỉnh này mọi người nhé. Đấy, một là cái mức độ nhẹ nhất. Đấy, em cho mọi người bấm thử cho mọi người xem, mọi người lắng nghe kỹ nhé. Rất là nhẹ luôn. Đấy, ở cái mức độ 3 này là nặng nhất này. Đấy. Đấy. Cập 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 cập. Mọi người nghe rõ không? Đấy. Thấy chưa? Thế còn là phím 1 này. Nhẹ chưa? Nhẹ hơn rất là nhiều. Đấy. Cái phím này nhìn rung nó nặng hơn và tiếng kêu nó to hơn. Thấy chưa? Đấy. Đấy. À, qua video này thì em giải thích như thế để cho mọi người, khi mà mọi người mới bắt đầu sử dụng iPhone 7, iPhone 8 thì mọi người an tâm mọi người nhé. Đấy. Cái phím home của nó là phím home cảm ứng lực, chứ không phải là phím home bình thường như thể là những chiếc máy iPhone 6S trở xuống hoặc là những chiếc máy Android. Đấy, mọi người dí nó sẽ có cảm giác hoàn toàn khác mọi người nhé. Thì đây em cho mọi người xem một số video mà của các kênh lớn và nổi tiếng. Đấy, họ làm video về cái phím home của iPhone 7 mọi người nhé. Đấy, của kênh S Channel này. Đấy. Trải nghiệm nút home mới trên iPhone 7. Đấy. Tức là từ iPhone 7 trở lên thì nút home của nó là hoàn toàn mới mọi người nhé. Đấy. Kênh Vật Vờ này, Vật Vờ này thì rất là nổi tiếng rồi, hầu như ai cũng biết, yêu thích công nghệ thì ai biết mọi người nhé. Phím home cảm ứng lực trên iPhone 7 có thực sự tốt. Đấy. iPhone 7 là một cái bước đột phá về phím home mọi người nhé. Đấy. Nó khác hoàn toàn luôn. Và rất là nhiều review, rất là nhiều bài viết, rất là nhiều video đánh giá. Đấy. Rồi thì nói về mọi người nhé. Nút home cảm ứng lực trên iPhone 7 và iPhone 7 Plus. Đấy. Đấy, thì mọi người mua hai dòng máy này của bên em thì yên tâm mọi người nhé.